Xin chào các bạn. Nhờ có lấm mốc bên ngoài béo ngậy mà cháo chay được mệnh danh là phô mai châu Á và được xem như một món thịt nhưng có dạng thực vật vậy. Tuy nhiên, trong quá trình ủ để làm cháo sẽ rất dễ bị nhiễm khuẩn. Điển hình là có một cơ sở sản xuất cháo chay cạnh nhà vệ sinh với quy trình cực bẩn đã bị đình chỉ hoạt động. Vậy trong cháo mà chúng ta hay dùng có gì bên trong? Làm sao để biết đâu là cháo chất lượng? Và những người tuyệt đối không được sử dụng món ăn này là những ai thì hãy cùng Kính Hiển Vi tìm hiểu trong video ngày hôm nay các bạn nhé! Bây giờ mình sẽ tiến hành làm tiêu bản nha! Đã xong, chúng ta hãy cùng chú ý quan sát các bạn nhé! Đây là hình ảnh dưới độ phóng đại là 40 lần. Chúng ta nhìn thấy chủ yếu đều là các tinh bột từ đậu hũ màu trắng cùng cả tế bào bìa bì của quả ớt nữa. Vì bản chất của chao là quá trình lên men bằng cách cấy bào tử nấm mốc vào miếng đậu hũ. Nấm meo được cấy có khá nhiều chủng, điển hình là nhóm Muco. Riêng trong chao đỏ, chủng men được dùng là Monascus purpureus. Còn gia vị thêm vào chao có thể là muối bột hoặc nước muối và bột ớt. Chao các bạn thường thấy được dùng trong các món ăn chay, tuy nhiên ít người biết chao còn được sử dụng như là một loại gia vị ướp thịt, cá, tôm, mực cùng với các món xào nữa. Người ta cho rằng nhờ hàm lượng muối có sẵn trong lúc lên men và hương vị đặc trưng, nó sẽ có tác dụng kích thích ăn ngon. Một số món ăn nổi tiếng làm từ chao có thể kể đến như vịt nấu chao, gà nướng chao, rau muống xào chao hay lẩu chao, thịt ba chỉ khoai môn hấp chao, vân vân. Bây giờ mình sẽ tăng độ phóng đại lên 400 lần nhé. Dưới độ phóng đại là 400 lần, chúng ta quan sát được rất nhiều các vi sinh vật đang hoạt động. Những chấm tròn màu vàng chính là giọt dầu các bạn ạ. Ngoài ra còn có những sợi nấm khá dài. Chính nhờ những vi sinh vật này đã giúp chuyển hóa protein từ đậu sang dạng casein thành polypeptide. Peptide và một phần amino acid rất dễ tiêu hóa đấy các bạn. Vì vậy mà chao có chứa hàm lượng protein phong phú cũng như nhiều vitamin và khoáng chất, có thể ngăn ngừa bệnh thiếu máu và được xem là thịt ở dạng thực vật đó các bạn. Còn đây là hình ảnh các bạn đang quan sát sợi nấm rất dài ở độ phóng đại là 1000 lần các bạn nhé. Theo các nghiên cứu đã đưa ra, trong chao có chứa vitamin B2 và B12 phong phú gấp từ 6 đến 7 lần đậu hũ thông thường đấy các bạn. Trong đó chao đậu đỏ có giá trị dinh dưỡng là cao nhất, chứa rất nhiều khoáng chất như canxi, magie, phosphor, ngoài có giá trị dinh dưỡng phong phú. Sau quá trình lên men vi sinh sẽ làm giảm axit phytic, nhờ đó nâng cao sự hấp thụ chất sắt. Khi mà chúng ta ăn chao trong một thời gian sẽ có rất nhiều lợi ích đối với cơ thể, đặc biệt là đối với những người mắc bệnh huyết khối, sẽ giúp làm giảm tỷ lệ mắc bệnh. Mặc dù dinh dưỡng của chao là vô cùng phong phú, thế nhưng có một số người tuyệt đối không nên ăn. Đầu tiên, đó là đối với những người huyết áp cao. Người bị mắc bệnh thận do trong chao có chứa nhiều muối sẽ khiến tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ, cũng như sẽ khiến thận đang yếu mà phải làm việc nhiều hơn để có thể lọc máu. Thứ hai là đối với những người bị bệnh thấp khớp, do trong chao có chứa chất purine sẽ tạo ra một chất thải đó là acid uric. Chất này sẽ tích tụ nhiều hơn ở trong khớp, khiến cho bệnh tình nặng hơn đấy các bạn. Đồng thời, những ai bị viêm mắc đường tiêu hóa cũng cần hạn chế món ăn này. Ngoài ra, chao cũng không thể dùng chung với mật ong, cách ăn này sẽ gây hại cho cơ thể bởi vì tàu hũ có vị mặn, tính hàn, thanh nhiệt cùng với nhiều khoáng chất, protein thực vật. Khi chúng gặp các loại enzyme có trong mật ong sẽ tạo ra phản ứng sinh hóa dẫn đến bị tiêu chảy đó các bạn. Vậy nên các bạn hãy đặc biệt chú ý điều này nhé. Tổng kết lại thì chao là một món ăn có giá trị dinh dưỡng rất cao. Những ai có sức khỏe bình thường thì có thể ăn chao với lượng vừa phải cũng rất có lợi. Nhưng đặc biệt cần chú ý những trường hợp không nên ăn chao như mình vừa đề cập ở trên nhé. Nếu như các bạn thấy video hữu ích thì hãy share cho nhiều người được biết và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Nếu như bạn đang tò mò về chủ đề nào thì hãy comment phía dưới để chúng mình thực hiện sớm nhất nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.